ngày trắng lúc này anh có một người thế tay. Họ cho anh nhiều, bên anh sớm tối nuông chiều. Còn em chỉ là giống như người lạ thoáng qua. Đâu đến tận cùng nhưng vẫn giả vờ hạnh phúc. Phải chi bây giờ tất cả chỉ là giấc mơ. Một thương hai trường anh đi em cũng không ngờ. Đành ngóng lần đầu tiên cho phép em Yến Yumi xin gửi lời chào tới các chị cô chú đang có mặt trong cái buổi live stream của em Yến ngày hôm nay nhá. Vẫn là nhẹ nhàng và sâu lắng ạ. Hello chị Hòa Lê, Lan Hoàng, các chị mình bình luận cho em thấy các chị đang xem em được không ạ? Phải chi bây giờ tất cả chỉ là giấc mơ. Một thương hai trường anh đi em cũng không ngờ. Đành ngóng kỷ niệm cô đơn mình em với đêm. Năm tháng em đêm yêu anh chẳng cần đông đêm. Sao em nhận lại bằng không? Nhành hoa thay lá như anh thấy lòng. Sao tim em không ngừng mong nhớ? Đến bao giờ mới quên được người em yêu? Chẳng bao giờ em quên được người. Em không gọi anh là người yêu cũ, em gọi anh là người từng thương. Hello cô Phong Vân, hello chị Thanh Liêm, Lê Hằng, Hải Lê, Võ Trường, Hương Thanh nè. Em thấy các chị hết, các chị mình cứ chào thoải mái đi. Chào thì em mới thấy được chứ mà coi mà không chào thì em không thấy nghe mọi người nha. Tiếp tục bài gì mọi người nhờ? Cánh hồng phai, ok, cánh hồng phai thử đi. Cánh hồng phai lại là ballad nhẹ nhàng sâu lắng nha mọi người. Hello Cốc Phát, giọng em đây nó khào quá. Các chị Billy G chia sẻ cho miếng được không mọi người? Hello chị Thu Trang, Trang Dương nè, cứ chào đi, em thấy em sẽ chào lại cả nhà nhá. Chứ mình xem mình không chào là em không thấy, là em đâu có biết được đâu. Nàng như một đóa
hương sắc heo hon theo những ngày dài. Cuộc tình đi qua trong em mang bao nỗi tiếc trái tim vỡ tan, nhặt lại từng cây rụng rời. Nàng vẫn xót xa cho chính đời mình vì người em yêu đã nói dung nhan tuyệt vời nhất thế gian là em. Khi em như hoa nhạt màu, anh quên khi ta có nhau những phút ân ái lần đầu, cho tim càng thêm nhói đau. Cánh hoa ta dưới trăng nàng là cả tuổi xuân rơi theo môi tình dâng rơi trên cánh lụa hồng. Hãy nước mắt em ngóng trông mong tình sẽ đến một lần bên anh để thôi nhớ mong. Cánh hoa ta dưới trăng nàng là cả tuổi xuân rơi theo môi tình nàng khóc cho mình. Hello chị giàu, nói với chị giàu cho thôi đợi cuối live mới lên tiếng. Hello chị Tuyên Nguyễn, Vũ Ánh Tuyết, Thảo Trắng có là mài lo lắng. Nguyễn Phương, hello Công Phát. Chẳng còn lại chút hồn nhiên, ánh mắt của nàng chất chứa muộn phiền. Cuộc tình đi qua trong em mang bao tiếc nuối trái tim vỡ tan. Hẹn nhau nơi cuối cuộc đời sẽ có với nhau giây phút tuyệt vời, mà đời đâu như trong mơ để lại bơ vơ nỗi đau. Mình em khi em như hoa nhạt màu, hãy quên khi ta có nhau những phút ân ái lần đầu, cho tim càng thêm nhói đau. Cánh hoa ta dưới chân nàng là cả tuổi xuân rơi theo môi tình dâng rơi trên cánh lụa hồng. Hãy nước mắt em ngóng trông mong tình sẽ đến một lần bên anh để thôi ngóng trông. Cánh hoa ta dưới chân nàng là cả tuổi xuân rơi theo môi tình nàng khóc cho mình. Chị Phương Nguyễn ơi, để số cho em liền. Chị Phương Nguyễn, xíu nữa bên em sẽ có nhân viên gọi điện cho chị Phương Nguyễn liền nào. Cho tim càng thêm nhói đau. Cánh hoa tàn dưới chân nàng là cả tuổi xuân rơi theo môi tình dâng rơi trên cánh lụa hồng. Hãy nước mắt em ngóng trông mong tình sẽ đến một lần bên em để thôi nhớ mong. Cánh hoa tàn dưới chân nàng là cả tuổi xuân rơi theo môi tình nàng khóc cho mình. Lê chị ơi, mua bao hộp tăng cân bên em giảm cho mình 150.000 được chưa? Để số điện thoại bên dưới cho em liền nhé. Cho xin tên bài hát, bài này là bài Cánh Hồng Phai à. Cảm ơn mọi người. Hello chị Hằng Lê. Các anh chị mình muốn em hát bài nào thì mọi người cứ bình luận thoải mái bên dưới nha. Các anh chị muốn hát một bài bài này thử biết bài bị bóng người không ta? Hùng lá máy bay hả? Thử nha. Vùng lá máy bay hát nhạc mà hát biết chuẩn thì nó mới hay được, nhưng mà biết chuẩn nó dễ bị bắt lắm, cho nên em hát biết phối nha.
chị mình đừng quên là mua hàng cứ để số điện thoại cho em đi cả nhà ơi. Dương, hello Nguyễn Thị Bảy, chị Hai, chị Hiền nè. Nhìn lá me bay nhớ kỷ niệm hai chúng mình, ngày đó quen nhau vươn chút tình trên tóc mây, đôi mắt thơ ngày hoa nắng ươm đầy, đẹp tựa như lá me bay nên tình anh chốt vay. Ngày đó yêu nhau chúng ta thường qua lối này, từng lá me bay vương gót hài hoa bướm say, tờ nắng đâm bồng trên má em mộng, đẹp tựa như lá me rơi khung trời xanh ước mơ. Ta xa nhau lúc hè về rơi xa vườn buồn, nẻo đường thành đô khói ngục trời vùng nguyên thương ơi. Mùa thu dâng cao biết rằng người yêu đang mong sinh hiếu dùng, lửa còn đốt cháy quê hương. Giờ đã xa nhau những kỷ niệm xin vây chào, vùng lá me bay năm tháng dài thương nhớ ai. Em cố quên đi thương nhớ làm gì, tình mình như lá me rơi trên dòng suối biển khơi. Cảm ơn chị Hoa Phải, cảm ơn anh Trấn, cảm ơn chị anh Võ Anh Tuyết nè. Giọng em khàn quá cả nhà ơi. Cảm ơn chị Phương nha, các chị bình luận nhiều nhiều đi. Các chị bị ấn comment hay sao vậy mọi người? Nhìn lá me bay nhớ kỷ niệm hai chúng mình, ngày đó quen nhau vương chút tình trên tóc mây, đôi mắt thơ ngây hoa nắng ươm đầy, đẹp tựa như lá me bay nên tình em chốt vay. Ngày đó yêu nhau chúng ta thường qua lối này, từng lá me bay vương gót hài hoa bướm say, tờ nắng đâm bồng trên má em hồng, đẹp tựa như lá me rơi khung trời xanh ước mơ. Ta xa nhau lúc hè về rơi xác vườn buồn, nếu đường thành đô khói ngục trời vùng luyến thương ơi. Mùa thu dâng cao biết rằng người yêu đang mong sinh hiếu dùng, lửa còn đốt cháy quê hương. Giờ đã xa nhau những kỷ niệm xin vẫy chào, vùng lá me bay năm tháng dài thương nhớ ai. Em cố quên đi thương nhớ làm gì, đẹp tựa như lá me say trên dòng sông biển khơi. Em cố quên đi thương nhớ làm gì, tình mình như lá me rơi trên dòng suối. Nghẹt mũi ngang rồi, hát tùm bậy luôn rồi, trời ơi. Ít thấy Linh hát chung với Yến vậy. Dạ, dạ hai chị em hay làm khác ca cho nên là ít khi mà like chung lắm. Là em like muộn vậy. Dạ.
Các chị vào cứ khung giờ 12 giờ 15 hoặc là 12 rưỡi thì ngồi vô đây kiếm em ha. Bình, em đang ở lầu 2 này, bên trên tầng lầu 2 nè. Em ơi đừng khóc, có gì đâu mà khóc. Mày nghẹt mũi chứ không phải mày khóc nha. Em ơi đừng khóc. Các anh chị ơi, mình bình luận cho em thấy các anh chị đi mọi người. Mọi người đừng lặng im. Mọi người đừng lặng im đến thế. Phải bình luận thì em mới thấy được, em mới chào lại được, em mới tương tác với mọi người được. Lạnh dữ trời. Cũng bệnh sao mà lạnh dữ ta. Em ơi đừng khóc. Em ơi đừng khóc, bóng tôi trước mắt sẽ bắt em đi. Em ơi đừng lo, em ơi đừng cho tương lai vụt tắt. Dẫu trong màu mắt có chút tiếc nuối phút cuối chỉ vì em đâu hề sai, em đâu thể mãi để trái tim đau. Không còn tương lai, em cũng chẳng còn thương ai. Bao nhiêu niềm đau em mong rằng con tim em dừng lại. Nỗi nhớ này lâu phai, nhốt em trong một lâu đài của những cơn đau bất tận. Vì sao Huyền phải khóc, có đang ghé buồn đâu. Tình yêu như cơn lốc, thoáng phút chốc lướt qua thật mau. Vì sao em phải khóc, có đang để buồn đâu. Dù kề môi em nóng, thoáng phút chốc đã vơi u sầu. Vì sao em phải khóc. Lương Vũ ơi, để số cho em đi, xíu em tư vấn liền nha. Anh chị nào mình mua hàng thì nhanh tay để số cho em đi ạ. Để số em tư vấn ạ. Vì sao em phải khóc. Khóc khóc khóc. Có gì đâu mà phải khóc. Không có em thì sẽ có người khác. Cảm ơn chị Thúy Nguyễn nha. Buông bàn tay để chấm hết tất cả thứ làm em buồn, bao gồm cả cuộc đời của khách. Khách ngài cho dù có khóc cũng sẽ đến ngày phải quên. Thiên đường vẫn chờ ngày anh đến. Không còn thương ai, em cũng chẳng còn thương ai. Bao nhiêu niềm đau em mong rằng con tim em dừng lại. Nỗi nhớ này lâu phai, nhốt em trong một lâu đài của những cơn đau bất tận. Vì sao em phải khóc, có đang nghe buồn đâu. Tình yêu như cơn lốc, thoáng phút chốc lướt qua thật mau. Vì sao em phải khóc, có đang nghe buồn đâu. Dù kề môi em nóng, thoáng phút chốc đã vơi u sầu. Vì sao em phải khóc. Hello Chi Văn Cường, hello Đồ Remy. Lầu 4 hả? Đâu có, lầu 2 à. Đang làm công ty ở lầu 2 à. Em bị gì trời, nói bị liếu lưỡi quá vậy ta. Vì sao em phải khóc. Chị luôn ủng hộ em và cảm ơn chị Đỗ Hành rất là nhiều. Cảm ơn các chị luôn luôn đồng hành cùng DCPT ha. Có gì đâu mà phải khóc. Để kiếm mấy bài lâu lâu không hát thì hát lại. Trời ơi ông Cường ơi, ghê quá ông Cường ơi. Ông Triều Văn Cường ơi, như thần tiên đâu đây nữa. Các anh chị ơi, mình nhớ lì xì chia sẻ mạnh mẽ cho em. Và những anh chị nào mình mua hàng nhanh tay để lên số điện thoại bên dưới. Để xíu nữa bên em sẽ có chuyên viên gọi điện tư vấn cho mình ha. Hát bài Tàn Tác Đi Yến là bài gì trời, bài gì lạ quá vậy em không có biết. Bài gì lạ quá em không có biết luôn á. Ê, hãy lên Đặng Dũng. Yến ơi hát bài Em Đừng Đi đi. Em đừng đi, em phải đi. Không nữ tính thì nam tính, cái gì đâu. Kêu người ta không nữ tính thì người ta nam tính. Ba ba la ba la ba.
giọng em yếu quá chị. Giờ nếu em không thể không làm anh quay trở lại, khi anh chẳng còn như ngày xưa ấy, thì em mong anh đi anh sẽ được như khát vọng, giống như anh đã từng đêm ước mơ. Giờ cũng sẽ có lúc anh buồn anh quay trở lại, bên anh chẳng còn ai ngoài em nữa. Vì em tin không ai yêu anh như là em đã yêu, có nhớ những phút ta gần nhau. Giờ người tìm kiếm những đám đôi sao hợp với đời, đời nhiều gian dối anh biết em trở thành cuộc chơi. Lao đao trong dòng nước cuốn, anh ơi anh còn nước muốn. Trở về nơi ấy như xưa đôi ta cùng chung bước. Tình là lầm lỗi nếu có dẫm chân trong lối lòng, dù gì đi nữa em vẫn mong anh về cùng em. Cho anh bao ngày luyến tiếc, anh xa em rồi mới biết chẳng còn ai nữa anh ơi, chính em là người anh yêu. Hello chị Trang nha. Em chào chị gái, nguyên chị gái chào Bích Diệp ha. Bình luận nhiều nhiều cho em thấy mọi người ơi. Giờ nếu cao cung tê không làm anh quay trở lại, khi anh chẳng còn như ngày xưa ấy, thì em mong anh đi anh sẽ được như khát vọng, giống như anh đã từng đêm ước mơ. Giờ cũng sẽ có lúc chàng buồn chàng quay trở về, bên chàng chẳng còn ai ngoài em nữa. Vì em tin không ai yêu tuyết như là em đã yêu, có nhớ những phút ta gần nhau. Giờ người tìm kiếm những đám đôi sao hòa với đời, đời nhiều gian dối anh biết em trở thành cuộc chơi. Lao đao trong dòng nước cuốn, anh ơi anh còn nước muốn. Trở về nơi ấy như xưa đôi ta cùng chung bước. Tình là lầm lỗi nếu có dẫm chân trong lối lòng, dù gì đi nữa em vẫn mong anh về cùng em. Cho anh bao ngày luyến tiếc, tâm xa em rồi tâm biết chẳng còn ai nữa anh ơi, chính em là người anh yêu. Giờ người tìm kiếm những đám đôi xa hoa với đời, đời nhiều gian dối anh biết em trở thành cuộc chơi. Lao đao trong dòng nước cuốn, anh ơi anh còn nước muốn. Trở về nơi ấy như xưa đôi ta cùng chung bước. Tình là lầm lỗi đã có dẫm chân trong lối lầm, dù gì đi nữa em vẫn mong anh về cùng em. Cho anh bao ngày luyến tiếc, anh xa em rồi mới biết chẳng còn ai nữa anh ơi, chính em là người anh yêu. Cho anh bao ngày luyến tiếc, anh xa em rồi mới biết chẳng còn ai nữa anh ơi, chính em là người anh yêu. Bỏ tay vô túi hát ngầu không phải lạnh đó chị, lạnh. Mặc dù em đã giảm nhiệt độ hôm nay sao mà nó lạnh dữ người ta. Không biết nữa, thường ngày em rất là chịu lạnh. Hôm nay 27 độ, 28 độ mà em rất là thấy cảm thấy lạnh đó. Muốn bệnh đi mà cũng là lạnh đó. Ok, anh Hữu Nam nè, Tuy Nguyễn nè, ở thấy anh Hà Trung Vĩnh nè, Thi Hà Nguyễn, Lan Nguyễn nè. Đó, các anh chị phải bình luận thì em mới thấy được, các anh chị cũng như là em chào lại mọi người đó. Chứ mà mọi người không bình luận á là em không thấy, là em không chào lại được. Hello chị Hoa Quả Vân nha. Các anh chị mình nhớ lì xì chia sẻ cho em ha. Vào đời karaoke tông nữ, nó ra bà chờ người sao kỳ vậy. Em nói tiếng Việt mà Google này, chắc giờ tiếng em nó cũng không có có cảm cái gì. Vào đời, cuộc đời là tia nắng ấm phong sánh em say nước mơ. Để biết nào nhỉ, này thử coi. Biết gì nghe chuối vậy? Cuộc đời là tia nắng ấm vòng tay em xanh ước mơ. Ngày lại ngày qua phố mắt ngây thơ chưa vương sầu nhớ. Ơi cuộc đời như ngàn ý thơ, đẹp như đóa hoa hồng sớm mai.
dịu dàng từ cơn gió lướt nhẹ qua cho em hát ta. Bồng bềnh tờ lăn máy đưa nắng về tỏa hồng đôi má. Ơi cuộc đời như ngàn lá hoa, cầm tay bước quên ngày tháng qua. Ok dầu em xâm lạnh như dầu. Ôi bao la trời mây cho em nồng say vui tươi từng ngày, tung tăng trên đường xa con tim hòa ca trong cuộc đời này. Trao cho nhau ngày mai cho nhau vòng tay không còn đòa đầy, đôi chân son nhẹ nâng mênh mông một quãi đất trời thơ anh tha. Ok chị Lê Miên, ok chị Tuyết Ca nghe. Yến ở Lộc Ninh chỗ nào vậy? Cùng quê với mình, em ở Lộc Thái, Lộc Ninh nè. Đồng Hương, chào Đồng Hương nha. BC chia sẻ mạnh mẽ cho em đi mọi người ơi. Bài vào đời. Mà cái beat này nó hơi, nó không có vui mấy. Nó chỉ có sùng thôi. Cuộc đời là tia nắng, nắm vòng tay em xanh ước mơ. Ngày lại ngày qua phố, mắt ngây thơ chỉ vương sầu nhớ. Ơi cuộc đời như ngàn ý thơ, đẹp như đó hoa hồng sớm mơ. Dịu dàng từ cơn gió lướt nhẹ qua cho em hát ta. Bồng bềnh tờ lăn máy đưa nắng về cho hồng đôi má. Ơi cuộc đời như ngàn lá hoa, cầm tay bước quên ngày tháng qua. Ôi bao la trời mây cho em nồng say vui tươi từng ngày nè. Tung tăng trên đường xa con tim hòa ca trong cuộc đời này. Trao cho nhau ngày mai cho nhau vòng tay không còn đò đầy, đôi chân son nhẹ nâng mênh mông một cõi đất trời thơ anh tha. Ôi bao la trời mây cho em nồng say vui tươi từng ngày. Tung tăng trên đường xa con tim hòa ca trong cuộc đời này. Trao cho nhau ngày mai cho nhau vòng tay không còn đò đầy, đôi chân son nhẹ nâng mênh mông một cõi đất trời thơ anh tha. Quá trời say vui tươi từng ngày, tung tăng trên đường xa con tim hòa ca trong cuộc đời này. Trao cho nhau ngày mai cho nhau vòng tay không còn đò đầy, đôi chân son nhẹ nâng mênh mông một cõi đất trời thơ anh tha. Biết chị dài dữ vậy. Ok chị Thúy Trần là lấy số điện thoại của chị nghe. Các chị nào mua hàng nhanh tay cứ để số cho em dưới mọi người, để số em tư vấn á. Hôm nay em like hơi trễ mọi người, hôm nay em phát like hơi trễ. Ngày hôm nay là ngày dồn ca mọi người ơi. Đó. Xíu nữa là 2 giờ là phải lên live bên DC Store nữa. Ở vậy, xíu nữa mà 2 giờ các anh chị muốn kiếm bé Linh thì cứ qua bên DC Store nha mọi người nha. Giọng nói và hát cưng quá. Dạ, cảm ơn ha. Cảm ơn Công Thành, Hoa Nguyễn nè. Các anh chị muốn mua gì thì nhớ để lại số cho em nha mọi người. Thử bài này đây. Đừng vào tim em mỗi băng xa. Shake it down. Bài này đang hot ở trên top top đấy nè. Momo hát rất là hot trên top top nha. Băng xa. Buồn thế dạ, hôm nay em đợi ca chứ hơi buồn. Đường vào tim em môi băng giá. Trời mùa đông mây vẫn hay đi về. Vẫn mưa, mưa rơi trên đường thì thầm. Vì đâu mưa em không đến. Đường vào tim em mây giăng kín. Bạn trong anh chân lối đi không thay. Những đêm khuya mưa rơi buồn một mình. Có khi cho ta quên cuộc tình. Từng mưa hắt hiu bên người sông thưa. Lắm khi mưa làm hồn ta nhớ mãi ngày qua. Nhớ con phố xưa vắng âm thầm đợi chờ. Nhớ nhớ đôi vai ngoan em sợ trời mưa gió. Từng ngày ta vẫn đưa em về qua phố. Vắng trên cao trời mưa lũ vắng tiếng buồn xưa. Ôi bàn tay ai đã dắt em chiều nay. Buồn vào tim anh bao cơn sóng. Để tình em sắp đến xuân hoa mộng. Trái tim em muốn đời lạnh lùng. Hỡi ơi trái tim mùa đông. Lạnh thiệt.
dữ vậy trời. Ê chị Thủy nghe Ruby Tiền Phạm. Ơi em, vào tim em ơi sáng kinh. Cái beat này nó hơi nhanh đó trời. Em rượt theo không kịp luôn á. Ngày nào cũng nghe. Dạ cảm ơn ạ. Cảm ơn chị Hoa Nguyễn. Đường vào tim hoa ơi băng giá. Trời mùa đông mây vẫn hay đi về. Vẫn mưa, mưa rơi trên đường thầm thì. Vì đâu mưa hoa không đến. Đường vào tim tuyết mây dâng kín. Bạn cho em chân lối đi không thay. Những đêm khuya mưa buồn một mình. Có khi cho ta quên cuộc tình. Từng cơn mưa hót liêu bên ngoài sông thưa. Lắm khi mưa làm hồn ta nhớ mãi ngày qua. Nhớ con phố xưa vắng âm thầm đợi chờ. Nhớ nhớ đôi vai lim em sợ trời mưa gió. Từng ngày ta vẫn đưa lim về qua phố. Bước trên cao trời mưa lũ vẫn tiến buồn xưa. Ôi bàn tay ai đã dắt em chiều nay. Đường vào tim anh bao cơn sóng. Để tình em sắp đến xuân hoa mộng. Trái tim em muốn đời lạnh lùng. Hỡi ơi trái tim mùa đông. Đừng cơn mưa hát yêu bên ngoài sông thưa. Lắm khi mưa làm hôn ta nhớ mãi ngày qua. Nhớ con phố xưa vắng âm thầm đợi chờ. Nhớ nhớ đôi vai ngoan em sợ trời mưa gió. Từng ngày ta vẫn đưa anh về qua phố. Vẫn trên cao trời mưa lũ vẫn tiếng buồn xưa. Vào tim em bao cơn sóng. Để tình anh sắp đến xuân hoa mộng. Trái tim em muốn đời lạnh lùng. Hỡi ơi trái tim mùa đông. Đời lạnh lùng. Hỡi ơi trái tim mùa đông. Yến bệnh hả em? Dạ không, em bị nghẹt mũi á. Em bị nghẹt mũi á. Tại em biết sao mà nó lạnh quá. Mặc dù mấy lạnh em đã bật 28 độ luôn mà sao vẫn lạnh. Hello Vi Đoàn nè. Chào Vi Đoàn nghe. Hello chị Thanh Thúy. Dạ xin chào các anh chị ha. Cảm ơn các anh chị nha. Các anh chị nào mình mua hàng thì nhớ để lấy số điện thoại cho em. Nãy giờ em thấy các anh chị cứ đặt hàng mà quên để số nè. Quay xe quay xe để số cho em đã mọi người ơi. Phải có số thì bên em mới chốt đơn được nha. Cả nhà yêu ơi. Nãy giờ các anh chị đặt một mọc đà, một collagen nhưng mà chưa để số thì đồng nghĩa với việc là nhà em không có giao đơn được cho các anh chị đâu. Nãy giờ em hát thì có nhiều anh chị hỏi sản phẩm nhà em quá luôn. Nhưng mà các anh chị thông cảm tại vì em đang hát cho nên không có tư vấn được. Bây giờ em xin phép ngưng âm nhạc một chút xíu. Xíu để mà em cũng như em chia sẻ những bí quyết làm đẹp bên nhà em nha mọi người nha. Mọc đà đâu rồi? Đây, mọc đà nãy giờ anh chị hỏi có thuốc tăng cân không? Bên nhà em thì không bán thuốc rồi. Cho nên các anh chị hỏi thuốc là chắc chắn là sẽ không có. Nhưng bù lại là nhà em có bán thảo mộc hỗ trợ mình ăn được, ngủ được. Thảo mộc hỗ trợ tăng cân an toàn và hiệu quả nha. Và mọc đà nhà em nó không có xa lạ với những anh chị khách cũ nữa rồi. Cái sản phẩm này nó đã đồng hành và đi theo DCBT suốt 5 năm vừa qua rồi cả nhà ơi. Cho nên là các anh chị cứ yên tâm về cái chất lượng của sản phẩm mọc đà nhà em. 100% nhà em bán từ bán thảo mộc chứ không có bán thuốc nha. Nó chiết xuất từ thảo mộc, không làm cho mình mập nước, không làm cho mình ảnh hưởng tới sức khỏe nè. Đặc biệt là không có tác dụng phụ sau khi ngưng sử dụng là không có những tình trạng đấy mọi người nha. Tại vì mộc đà nhà em công dụng chính của nó là chỉ kích thích hệ tiêu hóa của mình nè. Giúp mình ăn ngon hơn, mình ăn được nhiều và giấc ngủ của mình sẽ được ngon giấc hơn. Ăn được, ngủ được thì đương nhiên cơ thể chúng ta nó sẽ có một sức khỏe thật là tốt. Mình sẽ lúc nào cũng tràn đầy năng lượng và mình sẽ tăng cân một cách tự nhiên nhất nha cả nhà nha. Nói không với mập nước, nói không với tích nước giúp em Yến nha. 350 một hộp, hai hộp là 600.000 và trẻ em 7 tuổi trở lên ở nhà mà biếng ăn lười ăn quá, các anh chị có chú mình vẫn có thể mua mộc đà về cho bé sử dụng được nha các anh chị. Vẫn có thể mua về cho bé sử dụng ha. 350 thôi, bên em bao dùng bao đổi trả, cam kết cho các anh chị luôn.
các anh chị thấy để mà duy trì một cái sản phẩm mà nó tồn tại trên mạng xã hội, đặc biệt là mạng xã hội á, mà suốt 5 năm thì các anh chị biết là cái sản phẩm này nó phải hiệu quả như thế nào, nó phải chất lượng như thế nào cả nhà. Cho nên là bây cái gì chứ tăng cơ mộc đài như em, bên em tự tin để tư vấn lắm. Tại vì em bản thân Yến cũng là người trải nghiệm, cho nên Yến biết được nó thực sự có hiệu quả như lời tụi em tư vấn hay không. Tại vì mình trải nghiệm thì mình biết được mọi người. Và mộc đài như em xin cam kết một điều cho các anh chị là nó sẽ bồi bổ lại sức khỏe của mình, giúp mình ăn được, ngủ được là cái thứ nhất, và sẽ có một sức khỏe tốt. Còn cái việc tăng được nhiều hay ít là tùy vào từng cơ địa của mỗi người. Tại vì đâu có cơ địa nào giống nhau đúng không? Cơ địa mỗi người là mỗi cơ địa khác nhau. Và cái việc tăng nhiều hay tăng ít là tùy vào từng cơ địa. Đó, em đã nhấn mạnh là nhà em không bán thuốc. Không phải là cơ địa nào uống cũng lên được 5kg, 6kg là không có nha. Không phải là uống một hộp là nhất định sẽ lên được 5kg, 6kg là không có. Nhưng uống một hộp, nhà em cam kết cho các anh chị một điều là các anh chị sẽ có sức khỏe tốt nè, ăn được nè, ngủ được nè. Sẽ cải thiện được cái tình trạng mất ăn mất ngủ các anh chị một cách hiệu quả nhất luôn. Và trẻ em, người cao tuổi vẫn có thể sử dụng mộc đài nhà em nha. 350 một hộp thôi mọi người, 60 viên. Trẻ em từ 7 tuổi tới 12 tuổi chỉ cần sử dụng một viên và một hộp giúp em là được rồi. Còn 13 tuổi trở lên thì giống như người lớn vậy, một ngày sử dụng 2 viên cho em, và nên sử dụng một liệu trình là 2 hộp nha cả nhà nha. Khi mua một liệu trình 2 hộp thì nhà em sẽ có ưu đãi cho các anh chị là giảm trực tiếp cho mình 100 ngàn là còn 600 ngàn thôi. 600 ngàn để mà bồi bổ sức khỏe của mình. Các anh chị mình nhớ mua hàng, để số điện thoại cho bên dưới cho em ha. Tết đến xuân về rồi mọi người ơi, cái sức khỏe là cái quan trọng. Bây giờ nếu như mình đang rơi vào tình trạng ăn không được, ngủ không được á, thì nhanh tay mua mộc đài nhà em về sử dụng đi, để Tết đến mình có một sức khỏe thật là tốt, mình đón một cái Tết thật là sum vầy ở bên người thân của mình ha. Cái body này có tặng không bé Yến? Chị Thi Hà Nguyễn ơi, chị mua chị để số điện thoại giúp em liền đi, tại vì hiện tại vẫn còn được áp dụng nha chị Thi Hà. 480 ngàn một chai, chị Thi mua cho em một chai, em giảm trực tiếp 111 ngàn, còn 369 ngàn một chai thôi chị Thi Hà ơi. Nhưng mà chị mua hai chai á, nhà em tặng hẳn cho chị một chai luôn, còn giảm cho chị thêm 111 ngàn nữa. Chương trình có hạn thôi. Đừng có để giống như kem chống nắng hết hàng rồi các anh chị mới quyết định mua, thì lúc đó các anh chị có tiền các anh chị cũng mua không được đâu, tại vì nhà em cháy hàng rồi, không còn sản phẩm để mà bán nữa rồi. Cho nên là khi còn hàng, còn khuyến mại, các anh chị mình nhanh tay mua nha. Một chai được giảm 111 ngàn, còn 369 ngàn, mua hai chai tặng luôn một chai và giảm thêm 111 ngàn cho các anh chị nữa. Các anh chị nào mình mua hàng thì nhanh tay để số cho em nha. Mua hàng phải để số cho em nha cả nhà yêu. Mộc Đà ông già leo núi nhà em, thương hiệu nổi gì đi liền với cái thương hiệu nhà em. Nhắc tới Trinh Mộc Đà là các anh chị ai cũng biết sản phẩm Mộc Đà nhà em nó hiệu quả và nó chất lượng như thế nào rồi. 350 một hộp thôi, bao dùng bao đổi trả. Đến với DC Beauty thì mọi người đừng có lo lắng gì nha, bao dùng bao đổi trả các anh chị về uống thoải mái đi. Nếu mà không tốt, không đúng như lời tụi em tư vấn, ok trả hàng, bên em sẵn sàng thu hồi hàng cho các anh chị nha. Mua cái gì cũng được nhưng phải để số, không có số bên em không chốt đơn được, đó là điều hiển nhiên nha. Cú pháp mua hàng bên nhà em là bắt buộc phải có số. Còn body nè, những anh chị nào muốn trắng da từ đây tới Tết nè, tôi nói Tết mà trắng là diện đồ lúc nào cũng xinh hết. 17 tuổi uống được không? Dạ được nha. 17 tuổi uống mộc đà được. Mỹ Duyên muốn sử dụng mộc đà đúng không? 17 tuổi là sử dụng một liệu trình người lớn luôn, là 2 hộp cho em, một ngày sử dụng 2 viên ha. Mỹ Duyên có nhu cầu đặt hàng thì để số nha. Chị hai body, ok chị Hà Nguyễn, tặng cho chị một chai body, trừ cho chị 111 ngàn nữa chị gái nha. Có kem chống nắng chị em? Dạ chưa, tiếc quá. Khi có hàng thì nhà em lúc nào cũng nói là mua đi, sắp chết cháy hàng chống nắng rồi. Các anh chị không tin em, Tết bây giờ là hết hàng rồi, các anh chị hỏi quá trời luôn mà đâu còn hàng để bán đâu, không còn hàng, không còn chống nắng để bán cho các anh chị nữa. Bây giờ chỉ còn chống nắng body, dưỡng trắng da body, kem body thôi á. 480 ngàn một chai, nhưng hiện tại mua ở line này còn có 369 ngàn thôi mọi người ơi. Quá là ưu đãi cho các anh chị gần đây tới Tết rồi. Vì Tết đến rồi nhà em muốn ưu đãi, muốn trợ giá cho các anh chị.